Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ổ tội phạm trong Bộ Công an ở đâu, liệu có liên quan gì đến ông Tô mà ông phải ém đi. Vụ việc Việt Á đã lan rộng đến Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính. Vụ chuyến bay giải cứu liên quan đến Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và Văn phòng Chính phủ. Ngoài ra, Bộ Công an cũng dính đến vụ tiêu cực này. Điều đặc biệt là báo chí khi nhắc đến những quan chức thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an Việt Nam đều né tránh cấp hàm của các ông này đó là Đại tá Trần Văn Dự, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Vũ Si Cường, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, Vũ Anh Tuấn cùng là cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an. Việc báo chí né chỉ nêu lên cấp hàm của các sĩ quan công an nhân dân tính đến chuyến bay giải cứu, theo chúng tôi được biết là có tác động của người đứng đầu của Bộ Công an ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương đã có chỉ đạo báo chí phải làm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các quan chức thuộc Bộ Công an dưới quyền của ông Đại tướng Tô Lâm. Đây là hình ảnh báo chí đã dùng từ cựu cán bộ thay cho chỉ đích danh các sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam. Nhiều người đặt câu hỏi rằng tại sao ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lại có chỉ đạo như vậy? Giả sử như nếu có quan chức dưới quyền sai phạm mà ông Tô Lâm cho nói thẳng không tránh né, cho bắt bố không ngần ngại và cho báo chí nêu cấp hàm và chức vụ một cách minh bạch và công khai. Thì không ai nghi ngờ ông bộ trưởng mà thậm chí ông còn được tiếm thơm là chí công vô tư nữa. Đằng này ông cho ém giấu một cách thiếu trong sáng và làm người dân càng nghi ngờ hơn mục đích ở phía sau. Thông thường khi bị khám xét gần nơi cất giữ bí mật thì người chủ rất hay mất bình tĩnh hay phản ứng thái quá làm người ta nghi ngờ thì trong trường hợp ông Tô Lâm cũng như vậy. Việc liên quan của cục xuất nhập cảnh trong vụ án chuyến bay giải cứu làm nhiều người nghi ngờ cơ quan này có động thái phía sau để bao che lẫn nhau. Đây là hình ảnh vụ hộ chiếu tím than cũng là xuất phát từ cục quản lý xuất nhập cảnh. Được biết liên quan đến hộ chiếu tím than không có nơi sinh cũng chỉ là nơi sai phạm về cục quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an Việt Nam. Lần sai phạm này tuy chưa có quan chức nào trong cục này bị bắt như cục chuyến bay giải cứu, nhưng lần này ông Tô Lâm đã ra mặt bảo vệ sai phạm của cục quản lý xuất nhập cảnh tới cùng. Đây là hành động được nhiều người đánh giá là thiếu khôn ngoan của ông Bộ trưởng. Vì cách hành xử như vậy chẳng khác nào tự thú theo kiểu lấy ông tôi ở bụi này hay cũng là ná như ý nghĩa cô nói rằng chưa đánh mà đã khai. Sai phạm lần thứ nhất của cục quản lý xuất nhập cảnh ông Tô Lâm tác động ban tuyên giáo cho ém hết cấp hàm của sĩ quan công an dính chạm. Đến sai phạm lần thứ hai của cục này, ông Bộ trưởng Tô Lâm lại giữa mặt bảo vệ đến cùng. Chính vì thế, người ta nghi ngờ rằng cục quản lý sập cảnh của Bộ Công an đang ẩn chứa những vấn đề gì đấy mà có thể ảnh hưởng đến uy tín của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đặc biệt là khi hội nghị Trung ương 6 ngày một tới gần thì ông Tô Lâm càng trở nên thận trọng hơn và những thông tin xấu như thế sẽ rất nguy hiểm cho ông ta. Được biết, vụ bắt cóc người tại Đức vào năm 2017 không thể nào không liên quan đến cục quản lý xuất nhập cảnh. Giấy tờ của những người đi bắt cóc đã được cho rằng ông Tô Lâm chỉ đạo làm cơ quan này cấp giấy tờ chứ không ai khác cả. Nói chung, bất kể Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ mờ ám gì đều được người đứng đầu của Bộ Công an chỉ đạo phải cấp. Vì thế, sẽ không có chuyện các lãnh đạo cục này tự ý làm sai mà là chỉ làm theo chỉ đạo đây là hình ảnh ông tô lâm và các thuộc hạ ra nước ngoài phạm tội không thiếu sự trợ giúp của cục quản lý xuất nhập cảnh của bộ này một số nhà phân tích thì cho rằng cục quản lý xuất nhập cảnh là ổ tội phạm nó chứa nhiều chỉ đạo sai trái từ cấp trên xuống dưới thậm chí rất sai pháp luật và vi phạm luật hình sự rõ ràng vụ rút nơi sinh ra khỏi tấm hộ chiếu màu tím than là hành động ém các địa phương bị nước ngoài liệt vào danh sách đen không cho nhập cảnh mục đích là giúp các quan chức địa phương có thành tích tốt. Tuy nhiên, chính hành động này lại giúp những kẻ có ý đồ định cư trái phép tại các nước trên thế giới. Và tất nhiên, an ninh cảnh sát khác nơi ở trên thế giới không bỏ qua chuyện đó. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã thanh lọc mọi ngành thì cũng cần phải thanh lọc kỹ Bộ Công an. Ông cần xem xét thật kỹ cục quản lý xuất nhập cảnh hơn nữa bởi nơi đây là đầu mối của nhiều sai phạm trong những ngày tháng gần đây. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin vừa bị đưa lên thớt thì xuất hiện ông Bột giận vượng ra khỏi chiếc thớt đó Bí ẩn, chồng bí ẩn Hồi 20 giờ 38 phút vào ngày 3 20 tháng 8 Tờ báo Tạp chí Kinh doanh và Kinh tế Xanh đã đưa bài viết có tựa đề Tập đoàn viên cúp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nợ cực khủng Bị xử lý vi phạm về thuế hàng chục kỳ đồng Nội dung bài viết cho biết đến thời điểm cuối tháng 6 năm 2022, tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gánh khoản nợ phải trả lên tới 376.602 tỷ đồng, cao gấp 2,85 lần so với mức vốn sở hữu. Đây hình ảnh ông Vượng Vin bị lên thớt. Đặc biệt là bài báo có công nhận xét rằng tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nợ cực khủng bị xử lý vi phạm về thuế hàng chục tỷ đồng. Điều đáng nói là trong 6 tháng đầu năm, chi phí tài chính của tập đoàn Vingroup ở mức 7.046 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu chiếm tới 5.154 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty cũng ghi nhận lỗ liên doanh liên kết hơn 46 tỷ đồng và lỗ thuần hoạt động kinh doanh là 1.923 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ thì lãi 6.423 tỷ đồng. Theo các chuyên gia tài chính, việc nợ phải trả cao gấp gần gấp, 3 lần so với vốn sở hữu, có nghĩa là vốn hoạt động của tập đoàn Vingroup hầu như là các khoản nợ. Về nguyên tắc hệ số nợ trên số vốn sở hữu, càng lớn thì khả năng gặp rủi ro trong việc trả nợ sẽ càng lớn hơn. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giúp nhà đầu tư có một cái nhìn khái quát về sức mạnh tài chính, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp và làm thế nào họ có thể chi trả cho các hoạt động của mình. Vào hồi đầu tháng 8 năm 2021, tập đoàn Vingroup đã bị Cục Thuế thành phố Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, truy thu cho kỳ thanh tra thuế từ năm 2017 cho đến năm 2019 với tổng số tiền hơn 31,3 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế truy thu là 15,86 tỷ đồng, tiền chậm nộp thuế tiền phạt hành chính là 15,47 tỷ đồng. Việc nói Vingroup lỗ xưa nay là đề tài cấm kỵ bởi người ta không biết thế lực đứng sau Vingroup là ai mà tập đoàn này lấy những khu đất vàng dễ như lấy kẹo ở trong túi vậy. Và có thông tin cho biết hệ thống báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam không những dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản mà còn dưới quyền kiểm soát của Vingroup. Thậm chí cả Bộ Công an cũng phải lên tiếng bênh vực cho ông Phạm Nhật Vượng khi xuất hiện tin đồn ông Vượng bị cấm xuất cảnh. Đây là hình ảnh Vingroup được giật ra khỏi thớt này ngay sau đó. Việc một số tờ báo dám bạo gan đưa tin Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng lên đoạn đầu đài là dấu hiệu cho thấy trong bộ chính trị đang có thế lực muốn chạm Vingroup. Bởi vì không một tờ báo nào mà không biết đụng đến Vingroup là Phạm úy. Tuy nhiên điều ngạc nhiên hơn nữa là ông Vượng lại áp lực được báo chí rút bài ngay sau đó, nghĩa là có thế lực đưa ông Vượng lên thớt và có thế lực đã giật ông Vượng ra khỏi cái thớt đó. Như vậy câu hỏi đặt ra là ai đưa và ai đã giật Theo một số nhà quan sát đánh giá Ông Vượng tung hoành lâu nay như vậy Qua nhiều nhiệm kỳ trung ương đảng như vậy Thì cho thấy ủng hộ ông Vượng là một trong nhóm trong bộ chính trị Chứ không phải là một cá nhân nào hết Càng về sau người ta càng nghiêng về giả thiết này Hiện nay tại thượng tầng bộ chính trị Tức là gói gọn trong tứ trụ đang có choảng nhau để cơ cấu lại nhân sự một chiếc ghế tổng bí thư mà có đến 3 nhân vật nhắm vào thì ắt có người sẽ ly khai khỏi nhóm lợi ích hàng đầu thì rất có thể chính lực lượng ly khai ấy đã giật dây cho báo chí đánh thẳng vào VinGroup, nhưng không ngờ bên bảo vệ đã giật viên ra khỏi thớt để tránh vấn đề đi quá xa. Đây là hình ảnh ông chủ tịch VinGroup Phạm Nhật Vượng. Có thể nói Vin đã thoát khỏi thớt lần này, nhưng xem ra số vận của Vin sẽ gặp rất nhiều sóng gió trong thời gian tới đây đảng cộng sản càng chia rẽ thì sân sau lớn như vingroup càng có nhiều mối đe dọa làm doanh nghiệp dù lớn đến đâu dù có dựa vào thế lực chính trị mạnh đến đâu thì cuối cùng nó cũng là nạn nhân của chính trị